triệt phá tụ điểm đá gà, khống chế 17 con bạc đang sát phạt. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã củng cố hồ sơ xử lý 17 đối tượng liên quan đến tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra tại xã Thông Hòa. Thông tin ban đầu, ngày 13 tháng 3, từ các nguồn tin có được, Công an huyện Cầu Kè đã phối hợp Công an xã Thông Hòa bất ngờ kiểm tra khu đất trống tại ấp Trà Ốt của huyện này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Phát hiện công an, các đối tượng bỏ chạy tán nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt. Khống chế tổng cộng 17 đối tượng, trong độ tuổi từ 35 tuổi đến 52 tuổi, ngụ ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Tang vật tạm giữ gồm 90 triệu đồng, 12 xe máy cùng các tang vật khác liên quan. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Theo cơ quan công an, tụ điểm trên do Đỗ Tấn Phi Phi, sinh năm 1984, ngụ xã Thông Hòa, đứng ra tổ chức để lấy 5% tiền sâu trên tổng số tiền cá cược.